Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ rượu cảnh kính, gỗ công nghiệp. Đặc điểm nổi bật của tủ rượu cảnh kính: phong cách châu Âu hiện đại, kết hợp cảnh kính đi đầu xu hướng. Hệ thống đèn LED và chất liệu sang trọng mang đến mẫu tủ đầy mê hoặc bí ẩn. Màu nâu mang cảm giác sang trọng, đẳng cấp và thể hiện cá tính mạnh mẽ. Thiết kế chân tủ chắc chắn, dáng chân cao đậm tính trang trí. Hệ thống đóng, mở cửa thông minh, duy trì điều kiện lưu trữ lý tưởng cho rượu vang. Gỗ MDF melamin cao cấp có khả năng chịu lực, chống cong vênh khá hiệu quả. Là một sản phẩm tuyệt vời để trang trí không gian và lưu trữ rượu của bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.